Hello, xin chào. Tony là người Việt kiều, sinh ra lớn ở nước Mỹ. Nhưng tại sao mình trở về Việt Nam? Mà không phải là trở về, mà tại sao mình qua Việt Nam để làm việc và làm khởi nghiệp ở đây? Thì trước mắt mình phân tích ra là về cái cơ hội ở đây, đặc biệt là mấy ngành mà thuộc về cái người tiêu dùng ở Việt Nam thì quá tuyệt vời. Nhưng ngược lại thì mình phải nhìn rõ là thị trường ở đây, cái môi trường ở đây cũng bị hạn chế vài điều. Thì dù sao đi nữa, người khởi nghiệp phải là tìm cách sáng tạo ra, làm việc một cách rất là resourceful để tìm được cách nào để vượt qua mỗi thách thức. Khi phân tích cái đó ra thì Tony hiểu là mình là người từ nước ngoài, làm sao mình thành công ở trong một môi trường ở Việt Nam được, thì mình phải xây lên một cái đội, một team mà giỏi bao nhiêu cái điều khác, bao nhiêu cái knowledge khác về thị trường ở đây mà mình chưa biết, bao nhiêu cái kỹ năng khác mà Tony đang thiếu hoặc là yếu, vì mình đi cùng một hướng theo một tầm nhìn để làm cho nền giáo dục ở Việt Nam tốt hơn. Nếu các bạn mong muốn làm về khởi nghiệp thì lại phải khác một chút xíu, là nên tập trung vào ứng dụng để đưa những cái công nghệ mới nhất vào trong đời sống, phục vụ cho các cái nhu cầu của xã hội. Thì như vậy các bạn mới có thể làm được những công ty khởi nghiệp có thành công được. Để ứng dụng được cái công nghệ blockchain hay là bất cứ một công nghệ nào khác vào cuộc sống thì chúng ta thực sự là phải tìm được cái bài toán mà chúng ta cần giải. Tìm hiểu được đâu là cái pain point, đâu là cái nỗi đau của người dùng, của những nhà cung cấp chẳng hạn, là những người mà sau này sẽ sử dụng cái sản phẩm của chúng ta. Đó, thì chẳng hạn như là trong công nghệ blockchain thì nó giải quyết cái vấn đề về giảm thiểu cái số lượng người trung gian trong với mỗi một cái giao dịch tài chính chẳng hạn. Thế nên là hiện nay là cái việc ứng dụng công nghệ blockchain và các ứng dụng tài chính là rất là nhiều trên thế giới, đặc biệt là những cái ngân hàng lớn và gần đây là chúng ta có thấy là Facebook nữa. Sinh viên ở đại học tốt giống như Văn Lang thì sẽ có một cơ hội để học nhanh hơn, có được cái niềm đam mê về việc học hành cả suốt đời và sẽ thành công nhiều hơn. Không quan trọng mình bắt đầu từ đâu, quan trọng hơn là mình phát triển, học hành được với tốc độ nào. Với lời khuyên dành cho sinh viên Văn Lang thì theo tôi, nếu các bạn có quyết tâm đến CMU thì hãy cố gắng tập trung vào vấn đề nghiên cứu khoa học. Tại vì CMU là một trong những trường hàng đầu quốc tế và họ rất chú trọng việc các bạn có những cái nghiên cứu. Với cái sự hợp tác giữa Văn Lang và CMU thì tôi cho rằng cái con đường đến CMU của các bạn là rất là khả quan. Kyber của chúng tôi thì cũng đang cố gắng là phát triển nhiều những cái ứng dụng, những cái bài toán cụ thể ở Việt Nam hơn. Gần đây thì chúng tôi cũng mở một cái văn phòng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên là tất cả các bạn sinh viên nếu mà quan tâm vào cái việc là tìm hiểu công nghệ blockchain hay là phát triển một ứng dụng blockchain thì hoàn toàn có thể là liên hệ với chúng tôi. Nếu mình chưa có cơ hội đi du học, mình học ở Việt Nam mà mình có thể thiếu kinh nghiệm nước ngoài thì làm sao mình vượt qua cái đó được, làm sao mình học hành được mấy cái bài học đó? Bằng cách đọc sách, bằng cách coi video, bằng cách gặp người khác. Thì dù sao đi nữa, ai cũng sẽ có cái điểm yếu, điểm mạnh của mình. Mình phải tìm cách để tổng hợp lại cùng với cả đội khi mình khởi nghiệp để cho nó thành công.